Xin chào quý vị, tôi là Joe Dovin, điều hợp chương trình Việt Face của chúng ta. Hôm nay chúng tôi có mời được ông nhà giáo cũng như là giám đốc của Ủy ban Giáo dục của Garden Grove Unified School District. Ông hiện là President, tức là cái người chủ tịch của cái ban giám đốc đó, và Board of Trustees là những người giám đốc của khu học chính Garden Grove Unified School District, và ông là một trong người Board of Trustees. Và trong những người Board of Trustees, họ bầu với nhau một người làm chủ tịch. Thì năm nay ông là chủ tịch, và chúng tôi rất hân hạnh để giới thiệu ông Bob Hardin, Board President of the Board of Trustees, Garden Grove Unified School District. Well, thank you. First, thank you for having me here today. I look forward to the opportunity to talk to you and to the members of the community, the families of our students, and everyone else who is watching today. Vâng, thưa quý vị, ông Bob Hardin rất là vui để đến với chương trình chúng ta hôm nay, cũng như là hoan nghênh, chúc mừng các gia đình và các học sinh đã trở lại trường học ở vào cuối tháng 8, và ông sẽ trình bày về những cái chương trình của Garden Grove Unified School District, gọi tắt là GGUSD. We'd like to mention some of the recent news, good news. Yes, really that good GGUSD news has received. Can you tell us a little bit about that? Yeah, it's a good year to be in the Garden Grove School District. And I think we knew at the start of the school year last fall that it was going to be a good year. We started the year by being named, having San Diego High School named as a national demonstration school by the Gates Foundation, mm-hmm. which was soon followed up with Doig Intermediate and San Diego High School being named as demonstration schools, national demonstration schools for a program called ABIT, mm-hmm. AVID, which teaches scholarly habits, study skills, mm-hmm. and helps students really learn how to learn and how to excel in school. Right. Thưa quý vị, đầu năm học năm ngoái đó thì chúng ta đã có được những cái tin rất là vui, rất là tốt cho khu học chính của Garden Grove Unified School District, đặc biệt hai trường San Diego and the other school, the middle school, Doig Intermediate. Middle school, đó, hai trường đó đã được nhận những cái khen thưởng về cấp tiểu bang và liên bang. Gates là một và một cái chương trình khác là gọi là AVID. Thì những cái chương trình này đã tuyên dương hai nhà trường và khu học chính là những trường gương mẫu, demonstration, là những trường mà là tiêu biểu, gương mẫu và đặc sắc nhất về các môn học cũng như là các ngành dạy kèm và dạy thêm cho các em. Thì đó là những nhà trường đã nhận được những cái bằng khen thưởng và những cái sự vinh dự như vậy. Thì đó, ông cũng năm nay sẽ tiếp tục những cái trường hợp đó. That was a good start to last mm-hmm. school year. Then this past spring, probably the biggest news is that Garden Grove was named a California Exemplary School District. And there are over 1,000 school districts in California. Mm-hmm. 21 of them were named Exemplary School Districts, districts that should serve as an example to the rest of the state of California. And Garden Grove is one of those 21 and the only one in Orange County. Along with that, 11 of our elementary schools were named California Distinguished Schools, which per capita is the most of any school district in California. Vâng, thưa quý vị, và ở đầu năm nay, tức là vào mùa xuân của năm 2018, những cái nhà trường của khu học chính Garden Grove Unified đã nhận được thêm những cái bằng khen thưởng cũng như là sự tuyên dương từ cấp tiểu bang California, đặt hai cái trọng thưởng cho các nhà trường của Garden Grove Unified, đó là Exemplary và Distinguished. Thưa quý vị, Exemplary là như là một cái nhà trường gương mẫu, tiêu biểu, và Distinguished là đặc sắc và là đặc biệt, tức là những cái vượt những cái tiêu chuẩn. Và trong cả ngàn khu học chính của tiểu bang California thì chỉ có 21 khu học chính, 21 trên 1,000 được ghi nhận và tuyên dương những cái bằng khen thưởng này, mà trong đó có Garden Grove Unified. Và Garden Grove Unified là duy nhất trong quận Cam, khu học chính chúng ta được tuyên dương và
với những cái bằng khen từ tiểu bang là exemplary và distinguished. And what comes with that kind of recognition and awards? Well, a lot of attention. And actually some pressure to continue to perform going forward. Yes. And so one of the messages this summer for staff has been, what we've done is great. Mm-hmm. Let's celebrate that, but let's not lose our focus. We're not where we need to be yet. We're not done yet. Let's continue to move forward. And there are some additional awards that we've received as well. Mm-hmm. So all seven of our high schools were named as silver medalists in the U.S. News and World Report rankings this year, which puts them in the top, roughly the top 10% nationally. Yes. Thưa quý vị, tôi hỏi rằng với những cái bằng khen thưởng và vinh dự này thì nó ảnh hưởng như thế nào với khu học chánh? Thì ông Bob Pardon trả lời rằng thì dĩ nhiên là đó là một cái điều vinh dự và chúng ta đều ăn mừng. Nhưng mà ngoài cái việc ăn mừng thì cũng cảm thấy có những cái áp lực là cứ phải tiếp tục giữ gìn những cái tiêu chuẩn của nhà trường rất là cao để được những cái bằng khen về gương mẫu, về sự đặc sắc. Thì đó là những cái công tác và chúng ta cũng đã nhận được thêm những cái sự khen thưởng khác cũng như US Report đã báo cáo là 7 nhà trường high school của Garden Grove Unified đó được silver medal là hạng nhì, nhưng mà cái bậc silver medal ở cấp toàn nước Mỹ thì đó là một cái vinh dự rất lớn. Và chúng tôi sẽ hỏi thêm về cái đó ảnh hưởng cái vấn đề các con em mình học từ các trường lớp đó ra trường tốt nghiệp thì nó có những cái lợi như thế nào. One of the things that I think universities and colleges consider when they recruit or accept applications from our high school students or graduates and moving on to higher education, how does those awards and recognition affect their ability to get accepted into these Ivy Leagues or top 10 schools and get into the colleges that they desire? Well, I think at this point, Garden Grove has a national reputation. Mm-hmm. Actually, one of the lead researchers in education nationally is a gentleman named Michael Fullan out of Stanford University. And if you pick up his latest book, Garden Grove is one of the examples that he cites over and over again of success. So students coming out of our schools are coming out of a school system that has been nationally recognized. People know about us. One of our former board members is actually working right now in the U.S. Department of Education. We're known. We're a known commodity, and our students are prepared when they leave. You know, 60% of our students this year, almost 60% of our graduates met the A to G requirements. That's well beyond state and county averages. But the national recognition, I mean, we're on the map. We're on people's radar. And I think there is some value to being able to say you graduated from La Quinta High School or from Garden Grove High School or from Los Amigos High School in applying out to universities. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nhắc tới những cái trường hợp mà Garden Grove Unified đã được nhắc tới và đề cập có những cái tác giả, một cái ông viết sách là Michael Fullan là viết về, ông là một giáo sư của trường đại học nổi tiếng Stanford, quý vị biết rất là nổi tiếng, và ông có nhắc tới nhiều về Garden Grove Unified của chúng ta vì ở đó là một cái nơi đã đào tạo rất là nhiều những sinh viên đã đi lên các hệ thống đại học lớn và nổi tiếng của nước Mỹ toàn quốc. Thì điều này rất là vinh dự, và chúng tôi, cá nhân chúng tôi cũng được biết một số các sinh viên, học sinh của chúng ta và cũng như những của dòng chính đã học từ Garden Grove Unified tốt nghiệp và đã được những cái học bổng tới MIT, tới Stanford, tới Harvard, Yale, vân vân, những trường đại học nổi tiếng. Chúng tôi biết là đã tốt nghiệp, đặc biệt là thủ khoa valedictorian, quý vị biết thủ khoa rất là khó, phải điểm gọi là tuyệt vời, và rất là nhiều con em chúng ta đã được tốt nghiệp với những cái bằng khen valedictorian thủ khoa
và sau đó được những cái học bổng và đi học, đi lên những cái trường đại học lớn, và đó là một cái lợi điểm mà đã ghi nhận ở khắp toàn nước Mỹ, kể cả những người trong từng trong board. Với ông Bob Hardin đây đã lên làm với Bộ Giáo dục ở cấp liên bang, thì đó là chúng ta thấy là một cái ưu điểm của cái hệ thống nhà trường Garden Grove Unified. So, speak a little bit more to your experience on Garden Grove Unified as a trustee and how long you've been on the board. So I started on the board. I was first elected to the board in 1994, which was, for some of you who have been here a long time, will remember that's the day that we were sworn in, or the day I was sworn in is the day that Orange County declared bankruptcy, and all our funds come through Orange County. So that first month on the board was a challenge, and we didn't know we were going to make our January 1st payroll until about December 28th. I started on the board back in 1994. I've served continuously since then for the past 24 years. I've also served on multiple occasions as the president of the board, and I'm holding that role this year. I've also served on multiple occasions as a delegate to the California School Boards Association's Delegate Assembly, which is the group that sets policy and works with legislators in California and nationally to help set education policy. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi hỏi về một ít lý lịch và quá trình hoạt động của ông Bob Hardin. Ông đã được bầu lên vì cái chức vụ Board of Trustees được bầu, và ông đã được bầu chọn bởi cử tri để mà phục vụ từ năm 1994, cách đây hơn 24 năm. Thì lúc đó, nếu quý vị còn nhớ thời điểm đó, thì cái quận Cam mình bị phá sản, bị bankruptcy, khai bankruptcy, thì tất cả những nhà trường bị ảnh hưởng bởi vì cái ngân sách của nhà trường được được điều hành thông qua chính phủ của cấp quận là Orange County điều hành cái ngân sách đó, mà lúc đó năm 94 thì đã bị khai phá sản. Và cái năm đầu tiên ông phục vụ năm 95 thì đã gặp nhiều khó khăn bởi vì cái ngân sách không có vì khánh tặng và đã phải bắt đầu lại từ đầu. Thì từ lúc đó ông đã làm việc với county cũng như là nhà trường để mà xây dựng lại cái Board of Trustees của Garden Grove Unified, kể cả trong chức cách ông là President hay là Delegate, tức là một người đại biểu lên với cái Ủy ban Giáo dục của Liên bang. Và cái Ủy ban Giáo dục ở trên cấp tiểu bang đó là quyết định những cái chính sách, những cái đạo luật ảnh hưởng tới các khu vực chính và nhà trường chúng ta. Thì đó là những cái quá trình sinh hoạt của ông. And through the years, thick and thin, as you know, we just mentioned, right, we started out from basically zero. Right. With the bankruptcy in 94. And how have you seen the school system evolve, and what have we, how far have we come from that point? Well, excuse me. If you think back to where we were in 1994, the demographics of our community were very different. Mm-hmm. The performance of our district was very different. To give you one example, the first year I was on the board, I believe the number of students that met the A through G requirements for entry into California State University and University of California was 21%. Mm-hmm. This past year, that number is 57.5%. Back in the 90s, we were below the county and state averages for the number of students meeting the A to G requirements. Today, we are way ahead. We're way out front. We passed the state average probably 15 years ago, and we've seen a steady increase every year since then. We passed the county average about 10 years ago, and we see growth in that gap between performance at the county level and performance here in Garden Grove. We've seen that on a variety of measures. The A to G rate is just one of those, but it's a very important one because ultimately, what we're trying to do is prepare students for what comes after high school. Mm-hmm. And I want as many students as possible to have the opportunity to go on to that four-year university if that's what they choose to do. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi hỏi về cái quá trình hoạt động của ông từ thập niên 90, 94, 95 tới hiện nay. Thì ông nói là hồi năm 94, 95 đó thì cái cư dân của cái Garden Grove Unified có khác
Tức là sau này từ từ người Việt chúng ta qua càng ngày càng đông thêm ra, gọi là cái demographics nó có thay đổi về cái sắc tộc, sắc dân ở trong địa hạt thì càng ngày càng đông người Việt chúng ta. Thì chúng ta thấy từ cái chỉ số 21% của các sinh viên tốt nghiệp, học sinh tốt nghiệp trường trung học, chỉ có 21% đạt tiêu chuẩn để đi lên đại học, mà cho đến ngày hôm nay là gần 60%, 57% của các con em chúng ta mà tốt nghiệp từ các trường trung học của Golden Grove Unified đều đạt tiêu chuẩn để mà lên các trường đại học cái hệ 4 năm. Thì đó là vượt bậc, không những vượt trội trên cấp quận mà còn vượt trội trên cấp tiểu bang, là một cái chỉ số đáng kể, và đó là một cái thành quả rất là tốt đẹp, một cái tiến trình rất rất là mỹ mãn cho các con em và các sinh viên nhà trường chúng ta từ K-12, tức là tại lớp mẫu giáo tới lớp 12. Cho đến năm nay, năm 2018, chúng ta có thể hãnh diện rằng là hệ thống Golden Grove Unified đã được công nhận là một cái khu vực chánh tiêu biểu và gương mẫu cho không những là riêng tiểu bang California mà toàn quốc. So that's quite an accomplishment. Well, and this is what I'm really passionate about. Mm-hmm. Part of what we're selling might not be the right word, but part of what we're providing is hope. Mm-hmm. We're providing families with a hope for the future of their children, and that hope is centered around education. And part of that hope, I mean, every parent hopes that their child can ultimately exceed what we've accomplished. That's your hope for your children. That's my hope for my children, that they can exceed what I accomplished, or it's one of our hopes anyway. And providing that education, providing that opportunity so that as many children as possible when they leave us have as many options as possible open to them beyond high school. That is something that we've been striving for really for the last 20 years, is to open more doors for children, make more opportunities available to them. And part of that is making sure as many as possible have that option of moving on and enhancing their education at the four-year university level. Thưa quý vị, ông Bob Harden hiện nay là chủ tịch của Ủy ban giám đốc Golden Grove Unified School District. Ông nói trong 20 năm qua, những điều mà ông mong muốn làm việc cũng như là thúc đẩy cho cái thành quả trong ngành giáo dục là làm sao cho các con em chúng ta và cho các gia đình có những cái niềm tin và hy vọng ở một cái tương lai tốt đẹp hơn. Đặc biệt là cái tương lai đó phải căn cứ trên một cái nền giáo dục vững chắc. Như ông có nói trong tiếng Anh, nhưng mà tôi dịch lại trong tiếng Việt, chúng ta có câu là con hơn cha là nhà có phước. Thì người Mỹ họ cũng nghĩ như vậy. Làm thế nào cho cái thế hệ con em mình nó khá hơn cái thế hệ hiện nay của mình, đó là cái hy vọng, cái niềm tin chung của mọi gia đình để cho các con em chúng ta nó sẽ có những cái thành quả tốt đẹp, sẽ vươn tới những cái tương lai thành công hơn. Đó là con hơn cha nhà có phước, nói một cách nôm na, và cũng là một cái niềm tin, niềm hy vọng của các nhà giáo, các nhà giáo dục là muốn giúp cho con em chúng ta, và đã giúp được và đang có trên cái đà thăng tiến rất là tốt đẹp. We would like to go back to your work on the board. Okay. How often you meet? How do you set the agenda? What do you vote on? What are some measures that got passed and what are being implemented as we speak? So the board meets twice a month. We all have day jobs. Being a member of the board is in addition to, in my case, a career in information technology. We meet twice a month, first and third Tuesdays, generally in either a closed session or a study session at 5 o'clock, and then our open public session at 7 in the evening. And anyone in the community is invited and welcome to join us at those meetings. We love having members from the community visiting our board meetings. Some of the things we've done, well, a new program that is in place starting this fall is the Vietnamese language immersion program, starting at Murdy Elementary with transitional kindergarten and kindergarten students this year, and then moving forward up through the grade levels as those children progress. That's one of the programs that, and actually the whole world language program, which
an expansion of our world language programs, which includes dual immersion, is something we've been working on over the past 4 or 5 years and have voted a number of times to expand the language programs at the high school level and you've voted for level, that and program. I've voted for all those programs. Okay. Thank you. And in fact, you're welcome. And the first time somebody suggested that, my first response was, "Shoot, why didn't I think of that?" We're excited about that. We're excited about being able to provide those options. We know it's something that parents in the community, that families in the community want, and it's something we're excited about being able to provide. Vâng, thank you, Bob. Thưa quý vị, chúng tôi hỏi về những cái chương trình hiện nay đang được thực hiện ở các nhà trường Grand Grove Unified, cũng như cái công việc của ông Bob Hardin là một Board of Trustees và President của Board of Trustees hiện nay. Thì mỗi tháng 2 lần, vào thứ ba đầu tháng và lần thứ ba của tháng, thì từ 5 đến 7 giờ tại cơ sở của khu vực chánh, thì tất cả những người công chúng chúng ta, các cư dân, cử tri đều có quyền đến tham dự và nói lên những cái tiếng nói của mình tại các phiên họp đó. Đặc biệt năm nay bắt đầu thực hiện cái chương trình dạy tiếng Việt đó, quý vị biết là cái Vietnamese Language Immersion Program đó thì đã được thông qua, ông là một trong những người biểu quyết bỏ phiếu thuận ủng hộ chương trình đó, và bắt đầu tại trường Murdy Elementary, bắt đầu từ lớp mẫu giáo trở lên đã có những cái chương trình dạy tiếng Việt cho con em chúng ta trong một cái hệ thống chung là dạy thêm các ngoại ngữ trong các nhà trường là World Language, thì đó là có tiếng Việt chúng ta là ngôn ngữ được sử dụng nhiều tại cái cộng đồng chúng ta, tại trong khu vực chánh, và ông là một những người ủng hộ, bỏ phiếu, biểu quyết để chấp thuận chương trình đó, đã bắt đầu dạy học trong các trường lớp chúng ta rồi. Thì đó là một cái thành tích. Ngoài ra, ông cũng có những cái công việc riêng ở bên ngoài, làm về Information Technology, gọi tắt là IT đó. Thưa quý vị, thành ra ông cũng là một chuyên viên, một nhà bác học trong ngành điện toán, vi tính. Thì đó là cũng là một cái điều lợi cho cộng đồng chúng ta có một người Board of Trustees với đầy đủ những kinh nghiệm trong các kỹ nghệ cao, và truyền đạt được những cái kinh nghiệm đó trong cái việc lãnh đạo khu vực chính của chúng ta. Let me give you one more. Yes, please. Just this week, on Tuesday night, we approved a new relationship with the Coast Community College District, which will allow us for the first time to teach classes on our campuses where students can earn college credit. So we're starting a pilot program. We have a teacher named Miss Nguyen at La Quinta High School, a GGUSD graduate who has come back to teach in our district, who has an honors course in computer security and is coordinating the curriculum for that course so that it meets the college course requirements at Orange Coast, so that, or at the, I think it's at Orange Coast, so that when that class is taught, the students who receive credit for the class in high school will also, excuse me, will also receive college credit at the same time. And that is a program that we're looking to expand to more classes within Coast Community College and also with the Rancho San Diego or Santa Ana Community College. Right. Thưa quý vị, thêm một cái chương trình rất là đặc sắc và bắt đầu được thực hiện tại các khu học chính, những nhà trường như là Quinta. Đó là những cái lớp học mà các con em chúng ta học tại trường trung học mà lấy được điểm credit cho đại học, được công nhận bởi Orange Coast Community College, được công nhận bởi Coast Community College District, cũng như sẽ sau này sẽ vận động thêm San Diego, Rancho San Diego và các hệ thống đại học công cộng 2 năm để công nhận những cái trường lớp dạy tại trường học của khu vực chính tại cấp trung học. Có một cô giáo họ Nguyễn đã từng là sinh viên học sinh của trường La Quinta ra trường, và sau này cô ấy đã đạt được những văn bằng để đi dạy học, và cô ấy đang thực hiện một cái lớp học về dạy về điện toán, về vi tính, về an ninh trên mạng tại trường La Quinta, và những học sinh ghi danh và theo học lớp đó sẽ được credit với đại học, cái hệ thống đại học như là Orange Coast Community College. Thì đó là những cái điều mà trường đại học và khu vực chánh Grand Grove Unified đã đạt được
những cái thỏa thuận, những cái thỏa hiệp với các nhà trường hệ thống đại học 2 năm để công nhận những cái trường lớp của khu vực chánh cho các con em mình có credit. Đó sẽ những không những tiết kiệm thời gian mà tiết kiệm tiền của các con em chúng ta khi lên các hệ thống đại học và có thể nhận được một số credit cho đại học mà học ngay tại trường lớp trung học của chúng ta. Thank you for that, and that's definitely going to be of great assistance to our students who can save money and time instead of having to pay for those credit in college, but they can do it right from their high schools. Right. One other program that I'm really excited about because my background is in information technology, and that is at Heritage Elementary School. Well, it's not Heritage Elementary School anymore. It's Heritage Computer Science Immersion Academy, where we are now beginning to teach computer coding skills and robotics and incorporating that into the curriculum starting in kindergarten and taking students through so that by the end of sixth grade, they're writing the Java computer code. And that's one, if it's as successful as we think it'll be, it's a program that we'll take to other elementary schools. Vâng, thưa quý vị, ở trường Heritage, một cái trường tiểu học trong khu vực chánh Grand Grove Unified, thì ông Bob Harden là một bác học, một nhà chuyên viên về điện toán, vi tính, về computer, trong gọi là information technology, cho nên ông có nhiều cái kinh nghiệm cũng như là quan tâm về cái học thức của con em mình từ lớp mẫu giáo trở lên tới lớp 6 đó, là đã bắt đầu dạy ở tại Heritage Elementary, có một cái trường lớp về điện toán, điện tính, và quý vị sẽ thấy con em mình được nâng cấp, có khả năng có thể viết code, làm computer programming, chứ không phải chỉ chơi game. Quý vị biết con em chúng ta thích chơi những cái game điện tử, nhưng mà nếu mà không học hỏi về biết về cái kỹ nghệ đằng sau những cái game đó thì sẽ không có thành tiến, không có những cái kiến thức để mà sau này sử dụng trong những cái lớp cao hơn hay là ra ngoài đời mà có công việc làm đó, thì cần có những vấn đề kiến thức về computer, về coding, về programming. Thì đó là Heritage Elementary đã bắt đầu có chương trình để dạy những cái về computer science như vậy. That's a very important field, and in today's world, it's not enough just to be a user. If you want to have a higher education or employment in the IT industry, you should get that experience and that education as early as possible. Well, I think the reality is that if you want to fix a car, you need to know how to use a computer, and you need to be good at it. And you're going to need to be better at it 10 years from now than you are today. So whether it's an actual pursuit within the computer science field and coding, and that we will need more coders, or it's for some job that we don't even know what it is yet. Mm-hmm. Because if you think about how much the world is changing, these 5 and 6 year old students who are 12 years away from graduating from high school and 16 years away from graduating from college, it's quite likely that the jobs that a lot of them will be doing 20 years from now don't exist today. I think that's a given. And what we do know is that software and robotics are becoming more and more pervasive within the world we live in. And if the students have those skills, they're going to be better prepared for whatever's coming. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đang nói đây với ông Bart Harbin về những cái giáo trình, những cái chương trình học tại các trường lớp của khu học chính, thì một trong những cái chuyên đề, những cái môn học rất là quan trọng là về vi tính, về điện toán, về computer science, programming, vân vân. Quý vị biết trong cái thế giới hiện đại chúng ta, kỹ nghệ đang tiến bộ rất là nhanh, kể cả trong ngành software, nhu liệu hay là robotics, tức là robot và máy móc. Thì những cái công việc mà sau này con em chúng ta sẽ ra trường và đi làm đó, những cái công việc đó hiện nay có thể mình chưa có hình dung ra được, mình chưa thấy có trên thị trường. Nhưng mà càng ngày cái nhu cầu và cái sự hiểu biết về kiến thức về nhu liệu, về computer, về vi tính càng ngày càng tăng cao lên, thì con em chúng ta cần phải học trước khi cái nhu cầu, trước khi những cái kiến thức đó, những cái chức năng đó cần thiết mà chúng ta biết đã có thể dự đoán trước là sẽ rất cần thiết, từ việc sửa xe cho tới những cái việc lắp ráp máy móc, robotic, vân vân, đều cần những cái kỹ nghệ về vi tính. Cho nên chúng ta phải tính trước cho con em chúng ta, cho những cái trường lớp từ cấp mẫu giáo trở lên là bắt đầu học về những chức năng đó.
So that's a very visionary in a way, right, but also very practical. And we should hope that you're able to work on some of that agenda. I know you're up for re-election, and it's like a four-year election cycle? It is. It's a four-year term of office, and I'm up for re-election this coming November. Vâng, thưa quý vị, ông Bob Hardin, chức vụ là Board of Trustees, tức là giám sát hay là giám đốc của khu vực chính, sẽ có tên trên lá phiếu của quý vị tháng 11 này, vì cứ mỗi 4 năm sẽ phải bầu cử lại. Và chúng tôi hỏi về những cái quan điểm của ông, lập trường cũng như là những cái chính sách của ông sẽ dự tính thực hiện cho chúng ta trong những năm tới. So, if you're re-elected again, what would be on your plate? What are some things on your agenda, and what are you going to advocate for? So I think actually one of the biggest challenges that we have going forward is due to a variety of demographic reasons, Garden Grove is experiencing declining enrollment. And because funding from the state of California is based on enrollment, that means we're going to see our some financial challenges. Mm-hmm. Last year we operated, 68 schools? And with 43,000 students. This year we're looking at probably 42,000 students, the same 68 schools, but with $11-12 million less to work with in terms of ADA funds. So how do we continue to provide all of the services, and actually some additional services that we'd like to provide, and how do we make that change, that declining enrollment change, the least disruptive for our students and our families? Because there will be some challenges. One of the things we've done over the years is manage our money very wisely. So right now, in good years, we set aside cash reserve so that when we go through times like this, where we're going to see enrollment decline by 3,000 or 4,000 students probably over the next 4 years, we can make a little bit softer landing because we have some cash reserves that we can fall back on. So maybe instead of needing to cut spending by $12 million, maybe we only need to cut by $5 or $6 million. Mm-hmm. It's the same way when you run a business. Mm-hmm. If you have less revenue coming in, you have a couple of options. One is to reduce your costs. The other is to decide strategically that we're going to operate at a loss for a short period of time and let things stabilize. And then we'll make adjustments along the way. Mm-hmm. But we're not going to make any cuts very quickly. Well, maybe we can encourage parents to make more students. Yeah, there you go. You can hang around another 24 years. You'll see the windfall. I don't think I'll be here for another 24 years, but thưa quý vị, chúng tôi cũng có tí đùa với ông Bob Hardin, giám đốc của khu vực chính, vì ông tái tranh cử và sẽ được bầu chức vụ 4 năm, cứ mỗi 4 năm phải bầu lại, thì là chúng ta cần có những người mà có kinh nghiệm là phục vụ lâu đời và sẽ tiếp tục nối tiếp và khắc phục những khó khăn trong tương lai, và chắc chắn là trong những năm tới sẽ có khó khăn. Khó khăn là như thế này. Trong cái hệ thống Garden Grove Unified School District, chúng ta có 68 nhà trường, 68 trường. Thì trong 68 trường đó có 43.000 học sinh, 42.000. Thì cái số tiền mà được chi viện, được trợ cấp từ cấp tiểu bang và liên bang đó, tính theo đầu người, tính theo con số của sinh viên, học sinh. Thì các học sinh đó, năm nay 43.000 sẽ còn lại 42.000, năm tới còn lại 41, còn lại 40. Thì đó là cái dự tính gọi là demographics, tính theo dân số đó. Thì cái dân số của các học sinh đó càng ngày nó càng thuyên giảm đi, ít lại. Thì khi mà ít dần lại, cái số tiền chi viện xuống đó ít, là nó sẽ như năm nay đó, và năm tới đó sẽ bị giảm đi khoảng 11-12 triệu. Thì lấy đâu để mà có đủ tiền để chi phí? Cứ mà cắt ngân sách như vậy đó, rồi phải cắt giảm những cái chương trình thì nó không có lợi, và nó có bất lợi cho các con em chúng ta. Thành ra cái cách mà trong các giới lãnh đạo về trong ngành giáo dục đó, là những cái năm mà có những cái số tiền chi viện từ cấp tiểu bang, liên bang mà họ có thể tiết kiệm được và đưa qua gọi là cái cash reserve á, để dành vào một cái ngân quỹ dự bị, thì cái ngân quỹ dự bị đó để phòng hờ khi mà cái con số học sinh xuống thấp hơn và số tiền được chi viện đó ít á, thì sẽ lấy một phần từ bên cái cash reserve qua để bù đắp
thì nó đỡ là không phải cắt giảm những cái chương trình cho các học sinh của chúng ta. Đó là cái cách mà điều hành cái ngân sách để mà có một cái hướng nhìn chiến lược lâu dài mà làm cho nó giảm đi những cái ảnh hưởng xấu khi mà ngân sách bị cắt giảm đi. Thì đó là cái vai trò lãnh đạo của các board of trustees, họ phải làm việc trên ngân sách như vậy. So those are the things that are very important to us as a community. And we, of course, like to see our population grow and our demographics keep changing in a positive way. Right. And one of the things that we'd like to address within that is, you know, students, for a variety of reasons, transfer out to other districts or attend schools in other districts. Schools in other districts who live in other districts come and attend schools within Garden Grove, again, for a variety of reasons. Right now, there are probably more students, well, there are more students attending outside the district than from outside attending inside the district. We'd like to flip those numbers. One of the things we haven't been very good at over the years is telling our story. Right. And talking about our successes. We've been maybe a little too humble about what we're doing and what we provide. And so we've made a commitment to get out in the community and tell that story. That's right. And this is part of that. This is part of that. Sure. I think another thing we need to do, you asked me about priorities in the previous question, doing a better job of telling our story, but then accelerating our programs and the growth of our programs in STEM disciplines, science, technology, engineering, and mathematics. And then also expanding on the services the non-academic services that we provide to students. We have great partnerships with the Boys and Girls Clubs of various communities, with the United Way. We wouldn't be where we're at today without those partnerships. And yet there is still a profound need for basic social services, psychological support for some of our students. And we're looking at how to expand on our ability to meet those needs as well, so that the basic needs are met so that students can perform better in school. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi hỏi về những cái nghị trình của ông Bob Hardin, ủy viên của Board of Trustees, ban giám đốc của khu vực chính. Thì trong đó có những cái ưu tiên cho những cái quan hệ đối tác trong cộng đồng, không những chỉ về vấn đề giáo dục mà vấn đề xã hội, như là Boys and Girls Club, United Way là những đối tác mà quý vị biết là con em mình có khi là phải có những cái after school program đó, sau khi giờ học đó, thì đó là United Way có những cái chương trình, cũng như là Boys and Girls Club là một đối tác của khu vực chính để phục vụ cho cư dân, cho cộng đồng chúng ta, cung cấp những cái dịch vụ cho con em chúng ta, không những chỉ về giáo dục như về vấn đề đời sống và xã hội như chúng tôi mới nêu lên. Ông cũng đã nhắc lại những cái chương trình Việt ngữ, chương trình dạy về vi tính, điện toán, computer science, v.v. Đó là những cái chương trình cần phải phát triển thêm. Và ông cũng nói rằng là trong tư cách nhà giáo và những nhà lãnh đạo giáo dục đó, có khi là mình hay gọi là ngồi trong cái tháp ngà đó, thì cho nên nhiều vấn đề không có được đến với cộng đồng, đồng hương chúng ta, cho nên họ cũng ráng bước ra khỏi cái tháp ngà đó, đến với chúng ta như chương trình của Vietface của chúng ta hôm nay, để nói lên những vấn đề của khu vực chính, của các nhà giáo và các nhà lãnh đạo, ủy ban giáo dục của chúng ta, để cho quý vị có thêm được những cái thông tin, trao đổi hai chiều. Và một lần nữa chúng tôi nhắc nhở quý vị rằng cứ mỗi thứ ba đầu tháng và thứ ba của tuần lễ thứ ba trong tháng, 5 đến 7 giờ tại khu vực chánh, Garden Grove Unified có những phiên họp và tất cả quý vị đều được mời tới và đóng góp tiếng nói, xây dựng cũng như là những cái ý tưởng của quý vị đến với khu vực chánh. Một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện của ông Bob Hardin. We only have about a minute left, so please, anything you'd like to share before we wrap up? School starts next Wednesday, the 29th. Families, those of you who are out there, we thank you so much for the way you support your students, and we ask you to get even more involved. You set an example at home. By the way you support your children and the way you participate in their events. And we'd ask you to continue. We've seen great community participation, and we're looking for even more in this coming school year. Thank you so much for all of the support that you provide to the district every day.
There are 5,000 people out there who work for us each day who are a part of our success. There are countless thousands of parents and family members who also play a significant role in the success of their students. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình với ông Bob Hardin, trustee, president của Board of Trustees của khu vực Chánh Cần Grove Unified School District. Một lần nữa ông cảm ơn tất cả quý phụ huynh, những người cha mẹ, ông bà. Ông cũng nói cái câu là giáo dục bắt đầu tại nhà, tại gia đình, tại tư gia quý vị. Cái sự giáo dục con em mình bắt đầu tại nhà, tại cư gia của quý vị, và quý vị dạy dỗ con em mình cũng như là giúp đỡ nhà trường để phục vụ cho quý vị. Và rất là hoan nghênh cũng như cảm ơn sự đóng góp của tất cả các phụ huynh đến với các nhà trường trong nhiều phương diện, phương cách khác nhau. Và cũng như nhà trường là tạo ra công việc làm 5.000 nhân viên trong khu vực chánh, 5.000 nhân viên. Và trong đó chúng ta biết rất là nhiều người gốc Việt của chúng ta làm việc trong khu vực chánh là nhân viên, thầy cô, giáo, cũng như là những người thiện nguyện làm việc không bắt vụ lợi. Thì ông cũng cảm ơn tất cả quý phụ huynh, quý cha mẹ và ông bà đã giúp đỡ con em mình trong cái việc vấn đề giáo dục. Tôi cũng cảm ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình hôm nay và chúc tất cả các sinh viên một mùa học mới rất là thành công. And we want to welcome back all our students and wish them the best of success in the new year. Absolutely.